Vâng, trước màn hình các bác là một siêu phẩm nhé. Đây là một siêu phẩm của BNG đó các bác. Một bản cao cấp Picture Pita. Một bản Incher Pita cao cấp của BNG với cấu hình khung nhôm càng carbon. Bộ lốp viền vàng cực kỳ VIP. Một cặp vành nguyên zin theo xe. Đấy. Cấu hình bộ là nan hoa inox chân đồng chạy 3 tầng đĩa, 8 tầng lip các bác. Đây là một con BNG có thể nói là một con thể thao đường phố cao cấp với cấu hình của khung sườn. Đấy, các bác là theo dõi video nhớ kích cho em xin một nút like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất em đăng hàng ngày giới thiệu cho các bác. Và sau đây như thường lệ em sẽ đi tổng thể chiếc xe này để bác xem hình dáng nhé. Đấy, xem hình dáng là tổng thể xung quanh trái phải trước sau trên. Sau đó là các bác ưng thấy hình dáng của xe rồi, rồi em sẽ lên cấu hình chi tiết cho các bác để các bác lên chiều cao cho các bác luôn và báo giá. Rất đẹp phải không các bác? Con xe này thì em bán tặng kèm bình nước cho các bác nhá. Em bán tặng kèm bình nước luôn. Bác mua xe em tặng một bình nước giữ nhiệt bằng inox của Nhật luôn. Bên em bán xe hàng bãi Nhật cho nên tất cả các phụ kiện đi theo xe đều là hàng Nhật bãi luôn các bác ạ. Chiếc thể thao đường phố cực kỳ chất. Chân trống cũng kiểu dáng BNG luôn. Báng thép gọng nhôm, có căn chỉnh góc độ của chân trống. Các bác có thể dựng xe cho nó phù hợp với địa hình. Đôi pedal nguyên zin của nó cực kỳ chất, lát nữa em đi chi tiết cấu hình các bác sẽ thấy nhé. Xe chủ đạo màu của nó là màu đen tuyền và có màu xanh ngọc đặc trưng của BNG. Đấy, màu xanh ngọc có tem chữ cũng như các viền chỉ của nó. Màu đặc trưng của BNG là màu xanh ngọc nha các bác. Với các bác xem chi tiết cấu hình của nó này. Cọc in, gọng in là zin và in, zin đét theo xe nhé. Con này đang còn khóa hồng nhé. Đang còn khóa hồng tháo lắp nhanh, chỉnh sửa nâng hạ cọc in này. Khung sườn nhôm này. Đấy, nhìn các mối hàn vây cá là các bác biết rồi. Đối với hệ nhôm của BNG thì cực kỳ cao cấp rồi. Đấy, chiếc xe nó rất nhẹ các bạn, nhẹ cực kỳ luôn. Mối hàn vây cá đây, điểm càng trước càng sau đều có mối hàn vây cá rất đẹp, tính thẩm mỹ rất cao. Phanh sau của nó là phanh gọng chữ C 3 mảnh nhôm nhá, mạ chrome sáng choang luôn. Đó. Con này phanh thì nó cũng kiểu xước xác lông chuột lông mèo móng tay thôi nha các bác. Chứ còn nó mạ cả rôm rồi thì nó sẽ sáng mãi thôi. Rè sau là rè lá lúa, rè nhựa đàn hồi. Cấu hình của bánh lốp và vành này, vành nhôm hai lớp nha các bác. Vành nhôm hai lớp theo xe. Con này thì có chân van của nó là van dài, van đầu ruồi, van dài. Nan hoa thì là inox chân đồng rồi. Xe bên em là toàn bộ nan hoa đều là inox chân đồng nhá. Với cấu hình có những con thì nó cũng nguyên bản thì nó cũng có cả là chân inox luôn. Tuy nhiên là đa phần là inox chân đồng nha các bác. Lốp là lốp viền vàng này. Lốp viền vàng của Binichi. Thông số của nó là 700x23C. Với size giống là 52-53 thì các bác lên chiều cao cho em chiếc xe này 1m68 nhá. 1m68 là đi không chớn, không trùng, đi cực đẹp luôn rồi. Nói chung tầm 1m80 thì kích in lên thôi, 75-80 thì kích in lên đi ok nhá. Size xe ghi rất rõ là size 21 các bạn. Đấy. Thông số 700C, tức là thông số về bài vành bánh đấy. Xe chạy 3 tầng đĩa và 8 tầng lip, sên lip đều của Shimano. Cối nổ giòn tan luôn các bạn. Đấy. Cối nổ giòn tan luôn. Con này trục trước sau của nó là trục rỗng, giữa thì chạy bi bạc đạm, cho nên là ngồi trên chiếc xe vừa nhẹ đạp thì nó lại êm nữa. Cấu hình cùi đề của nó là Shimano Antut nhá. Xe có trang bị gọng bảo vệ cùi đề nguyên zin luôn rồi, theo xe luôn rồi. Hệ thống dây phanh cũng như dây bấm xả chủ yếu là màu xanh, và đặc trưng của nó là màu xanh ngọc luôn. Đấy. Đấy, Meyer là Meyer nhôm, sơn tĩnh điện màu đen, nguyên zin. Ông Meyer này thì cũng là của dòng Shimano thôi, đa phần BNG đó là Meyer Shimano cả các bác. Đấy. Mà là chủ yếu là made in Malaysia và Singapore nha các bác. Em sẽ đi tiếp này, đây bản của nó đây, bản Incher Pita nhá, Incher Pita bản cao cấp. Đấy, bản cao cấp. Các dòng thông dụng thì các bác thấy thì là BNG của Camalong đều, Camalong Sport rồi là BNG Roma. Tuy nhiên là hôm nay có một chiếc touring của bản Incher Pita em giới thiệu cho các bác.
và giá tiền thì cực kỳ hợp lý rồi. Khung nhôm càng carbon nhé, cấu hình rất cao của khung sườn, khung càng. Tem chữ màu xanh ngọc đặc trưng này các bác này, BNC này. Đấy. Hệ thống dây đây, dây có màu xanh ngọc này. Con này thì dây trước của nó thì nó có đấy, thì em cũng có thay dây của Nhật luôn. Nó màu xanh của nó là màu xanh nước biển. Đấy, cũng là dạng màu xanh luôn. Tuy nhiên cái này nó cũng không quan trọng đâu các bác. Phanh trước cũng có phanh gọng C 3 mảnh nhá. Phanh gọng C 3 mảnh. 3 mảnh nhôm luôn, đồng bộ. Đấy, dè trước cũng là dè lá lúa luôn này. Bánh lốp trước cũng như vành là như bánh sau thôi, lốp của DDG 700x23C. Nan hoa inox chân đồng, Meyer nhôm. Đấy, Meyer nhôm nguyên zin theo xe. Vành nhôm hai lớp nguyên zin luôn. Đấy, khóa hồng này, phía trước này. Đấy, tháo lắp nhanh bánh trước bánh sau đều có nhá. Con này đặc biệt có đôi càng carbon này. Siêu nhẹ này. Nghe tiếng gõ là bác biết là phân biệt carbon ngay rồi nhá. Logo hai bên càng đều có nhá, logo BNC. Thương hiệu là lâu đời và nổi tiếng rồi, có hơn một thế kỷ nay rồi. Đây. Logo mặt trước của nó đây, đại bàng tung cánh rất đẹp. Mạ chrome. Em chữ BNC có khác luôn. Đi lên đến cấu hình của bát chén của nó đây các bác này. Con này một bát to một vòng. Chén nắp nguyên zin. Đấy, con này cũng nắp BNC đấy các bác. Vậy là chữ thì chữ viết chữ trắng nên nó có thể bay rồi. Đấy. Con này Potang bản của nó là bản 8 sen. Ghi đông là tay lái thẳng. Bầu này. Hai bầu rất đẹp. Tay nắm cao su màu ghi xám lông chuột và màu đen. Chắc chắn luôn. Bộ bấm xả 3 đĩa và 8 líp nhá. Đấy, của Shimano luôn. Còn rất đẹp. Tay phanh cũng Shimano luôn, tay nhôm. Con này mặt nạ Potang, mặt nạ rỗng, 4 ốc luôn. Chuông là chuông của Nhật luôn, màu đen, rất kêu. Hạn trái của xe đây các bác. Con này thì em đã test nhiều lần rồi. Đi ra đường đi rất êm xe luôn các bạn. Đi êm ru luôn, đạp nhẹ tênh. Với chế độ 3 tầng đĩa và 8 tầng lip thì các bác có thể là đi ở các địa hình đường, hoặc là muốn đạp tốc độ lên dốc hay như thế nào đó thì các bác là sử dụng bộ bấm xả líp đĩa nhá. Gọng nước là gọng nhôm, sơn tĩnh điện màu đen. Cái bình nước giữ nhiệt là bình nước inox của Nhật luôn. Đấy, tem Nhật đang còn này các bác này. Bình nước giữ nhiệt của Nhật luôn. Đấy, trục giữa chạy bi bạc đạn này. Đùi nguyên zin của nó, đùi của Shimano nhá. Đùi của Shimano. Đấy, con này có thể nói là mọi chuyển động là gần như nó full Shimano rồi. Đùi Shimano sơn tĩnh điện màu đen. Pedal thì là pedal bạc đạn luôn đấy các bác ạ. Pedal này đúng pedal bạc đạn luôn. Pedal nguyên zin của nó ở bên Nhật luôn. Pedal nguyên zin của nó luôn nhá. Gọng của nó là gọng nhôm nhá. Phản quang hai mặt màu vàng. Đôi pedal nhìn rất đẹp. Nó không rườm rà, nhưng mà nó thanh cảnh thôi. Nhưng mà nhìn rất đẹp và rất chi là bon luôn các bác. Bạc đạn. Gọng chân trống của nó bán. Chân trống là bán thép này. Gọng nhôm này. Có vặn chỉnh này các bác. Có vặn chỉnh các cái... khớp của nó để làm sao cho chỏi hoặc là thu. Các bác chống trên địa hình cho chiếc xe nó được đứng vững nhất, chắc chắn nhất nhá. Trục sau đây, trục rỗng. Mai ơi, Shimano luôn. Rất đẹp. Và giá chiếc xe này là 15 triệu đảo bao gồm phí ship nha các bác. 15 triệu đảo bao gồm phí ship tặng kèm bình nước nhá. Các bác ưng thì ok alo cho em. Số điện thoại chạy trên video ghi ở phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón xem những mẫu xe tiếp theo em sẽ lên sóng cho các bác hàng ngày nhá.